tuột tuột đằng sau luôn. Thầy ơi, rồi cầu hộ em sang vào giữa mấy cục cục gỗ vuông này, gỗ hộp này vào giữa cái. Thank you.
Mình cần này, mình vần ra mình tổng 1 giây á. Lên đi nè, tổng 1 giây ở giữa này. Lên đi. Lên, 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 lên. Đi nữa. Vâng, đầu này nó to mà đầu kia nó có 3 năm chứ mấy. Ở xuống đây. Không, anh ấy vào riêng còn nó lại xuống, đây. Xuống nó lại quá này anh. Đang là muốn lên cơ mà. Xuống đây, lên. Thank you.
tay á, chứ không phải là này ông muốn tay thôi.
Rồi, bóng tim này được rồi. À, vẽ phấn thì vẽ phấn thì phấn luôn rồi đấy. Già rồi mắt không bị cháy. Ai trẻ như bác. Chắc đầu đấy đầu gốc đúng không? Rồi gốc to. Đấy là chỗ này mình ấy thôi, mình đánh cái tim thôi. Không cần anh không cần phải quay. Đấy, cơ đấy là được. Đúng em nào? Đúng rồi, anh bỏ vào xem đúng. Yeah.
đúng nhỉ. Anh em mình làm quả liều để cái điện thoại nghe cái lưỡi cưa này. Thank you.
nốt nóng móc ở trên dàn xẻ nhé, chứ không phải là vết bỏ xẻ đâu nhé các bác nhé. Toàn bộ đây là vết nóng móc, bởi vì xẻ cái đây là
lấy xe beng em bấy rồi đưa cái cục này vào em. Thấy chưa? Nó đang sẵn nô 2m2 đấy, mình đưa cái cục 2m2 này vào. Vớt cây mà đóng vào đi, đầu này nó có hỏng được, đầu này không hỏng. Đẹp nên là vẫn cứ sẽ hai phân được đúng không? Trong kia chưa dựng máy tiện này. Chưa. Luôn. Thank you.
dính nước rồi cho đẹp đấy. Thôi thôi được rồi. Thiếu thì cũng lấy móc mà chỉ đóng.
cho chiếc này đi sao? Cái này thì nằm ngay đây được. Nó kéo cái này nó khó quá. Không. Con dưới này. Con dưới này. Không. Đó. Kéo ra nhé. Để đây luôn vậy. Không cặp thì tôi đi. Không cặp thì tôi đi.